nhà văn Mark Twain từng nói, chẳng thà mình không nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa. Khi con người bị cảm xúc chi phối, những tham, sân, si có dịp trỗi dậy và nó sẽ khiến con người không còn làm chủ được tâm trí mình nữa. Vì chút chuyện vặt hay vài lời nói không lọt tai mà sinh ra cãi nhau. Cãi thua thì cảm thấy ấm ức không phục, trong khi cãi thắng thì cũng sứt mẻ tình cảm đôi bên. Cãi xong mới vắt tay lên trán nghĩ, sao lúc đấy mình lại dại dột thế nhỉ? Biết cách nói là kỹ năng quan trọng, nhưng cần thiết hơn chính là biết khi nào thì nên ngậm miệng lại. Sau đây là những thời điểm mà bạn nên biết ngậm miệng lại để sống khôn ngoan hơn. 1. Khi lời nói có thể làm người khác tức giận. Trong một cuộc tranh cãi, sự im lặng sẽ giúp bạn lắng nghe tốt hơn. Đối thủ của bạn cuối cùng sẽ tự làm bản thân mệt mỏi vì nói quá nhiều. Cho dù bạn cãi thắng, bạn vẫn cứ là kẻ thất bại trong cuộc đời. Những phiền não vẫn cứ không ngừng quấn lấy khiến bạn ngạt thở. Chỉ có sự khoan dung và khiêm nhường mới giải thoát cho bạn khỏi xiềng xích mà thôi. Khi gieo mạ non, người nông dân chỉ đi lùi mà không đi tiến. Họ sẽ lùi cho đến chỗ không thể lùi thêm được nữa. Đó cũng chính là lúc mạ đã gieo xong. Mối quan hệ giữa người với người cũng giống như việc gieo mạ. Bạn chỉ muốn tiến mà không chịu lùi thì không chỉ phá hủy mối quan hệ của đôi bên mà còn bỏ lỡ cơ hội để hàn gắn tổn thương. Có một nguyên tắc thế này. Trong tình huống bạn cần đưa ra nhận xét về ai đó hay sự việc nào đó mình không thích, hãy dành 5 giây im lặng, tập trung suy nghĩ trước khi buông lời. 2. Khi lời nói khiến bạn bực tức hơn. Bạn đúng thì bạn chẳng cần phải tức giận. Bạn sai thì bạn chẳng có quyền để tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác để hành hạ bản thân. Suốt ngày tức giận và cãi vã không chỉ tổn hại sức khỏe mà còn khiến cho bạn rối loạn tâm trí. Cuộc đời này rất ngắn. Chúng ta cứ như vậy thì chỉ chuốc lấy cho mình biết bao phiền phức và mệt mỏi đến bao giờ đây? Không tránh chuyện đời, tất sẽ tránh được rắc rối. Không tránh với người, tất sẽ tránh được bất hòa. Bạn đang tự khiêu khích mình nhiều hơn bạn nghĩ. Sự tức giận không thể giải quyết được vấn đề gì. Bạn có quyền nổi điên, nhưng cố gắng nói chuyện trong khi tâm trạng xấu sẽ chỉ khiến người khác phát điên theo. Khi cuộc trò chuyện không mang lại hiệu quả, tốt nhất hãy ngậm miệng lại. Nếu chuyện nào ta cũng to tiếng để phân rõ đúng sai, thắng thua, kết quả là hai bên đều phải nhận lấy tổn thương sâu sắc. Chúng ta nên dùng thiện chí để giải quyết mâu thuẫn thì mới hàn gắn được các mối quan hệ đã đổ vỡ. Tương tự, khi bạn đang cố gắng nói chuyện với một người không hiểu hoặc không muốn hiểu quan điểm của bạn, bạn sẽ không thể thay đổi họ và họ cũng không bao giờ cho bạn là đúng. Vậy nên, hãy giữ im lặng, dành lời nói của bạn cho những cuộc trò chuyện khác có ích hơn. 3. Khi lời nói tổn thương người khác. Bạn đặc biệt cần tránh nhận xét những sự thật không thể tránh được của người khác. Bạn không thể biết lời đánh giá, chỉ trích của mình sẽ tổn thương người khác ra sao. Do đó, nếu không thể nói lời tốt đẹp thì đừng nói gì cả. Hãy nghĩ đến tương lai của các mối quan hệ, những người thân quen của bạn và hít một hơi thật sâu thay vì nói chuyện. Những cuộc tranh cãi vô bổ với người khác luôn tiêu tốn một lượng lớn thời gian của chúng ta. Do đó, để tiết kiệm thời gian, thiết nghĩ chúng ta nên chuyển hướng tập trung vào cuộc sống của chính mình. Hãy sống một đời giản đơn mà giàu ý nghĩa. Hãy mỉm cười mà bao dung cho con người. Khi ấy, những cảm xúc tiêu cực sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để làm đảo lộn cuộc đời của chúng ta nữa. Thái độ sống nhàn nhã, ắt sẽ ít đi những thị phi. Người vui vẻ hay nói hay cười, ắt sẽ kết bạn được với nhiều người hơn. Người mà tính khí nóng này thì động cái gì cũng chỉ trực to tiếng cãi nhau. Thần may mắn của họ cũng bị sự nóng này ấy dọa cho chạy mất dép. Đừng tranh giành chuyện đời, hãy để mọi thứ tùy duyên. 4. Khi bạn muốn sửa lưng ai đó. Khi còn trẻ, vốn tính ngựa non háo đá, Tăng Quốc Phiên thường xuyên xảy ra xích mích với người khác. Ông cho rằng đã là con người thì phải biết tranh đấu. Nếu như đến chuyện còn con còn không tranh được thì làm sao tranh được chuyện lớn. Dần dần ông bị mọi người xa lánh. Điều đó khiến cho cuộc sống của ông trong những ngày tháng ở kinh thành trở nên u ám và không mấy vui vẻ. Sau này ông hiểu vì mình quá ham tranh giành mà phải nhận lấy nhiều điều xui xẻo. Từ đó ông tự kiểm điểm bản thân và quyết chí tu tâm dưỡng tính.
Ở đây, khoan dung chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Chúng ta dùng sự nhã nhặn để đối đãi với những kẻ tiểu nhân. Chúng ta mỉm cười mà bỏ ngoài tai những chuyện thị phi ngoài xã hội. Ngay cả khi bạn có ý tốt, đừng sửa lưng người khác nếu bạn và họ không phải thân thiết. Hãy bỏ qua lỗi sai của họ, còn hơn biến mình thành kẻ thích ra vẻ, dạy đời. Con người trưởng thành sẽ lấy ngộ được bài học. Người biết khiêm tốn và có lòng khoan dung mới chính là người thông minh. Cà rào có câu, chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Người thông minh hiểu, nếu vì chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí thì chính là tự tay vứt bỏ đi cơ hội và may mắn của bản thân. 5. Khi lời nói xúc phạm người khác. Đôi khi chúng ta thốt ra những lời nói gây xúc phạm người khác do ghen tị hoặc để thị uy. Nó thường là những lời nói theo kiểu châm biếm, nhưng điều đó không làm giảm tính xúc phạm của lời nói. Khi ấy, im lặng là câu trả lời mạnh mẽ nhất, đồng thời giúp bạn giữ hình tượng hơn là cố tỏ vẻ. 6. Khi bạn chỉ nói cho có. Nguyên tắc đầu tiên của lời nói ở nơi công sở chính là đừng chỉ nói cho có. Nếu lời nói của bạn không đóng góp được gì, hãy ngậm miệng lại là khôn ngoan nhất. Bạn có thể gặp hành vi nói cho có này ở trường lớp hay nơi làm việc. Ví dụ, khi cuộc họp đang diễn ra, bạn không hiểu rõ vấn đề là gì, nhưng bạn vẫn phải phát biểu cho có, thì lời khuyên ở đây lại thẳng thắn thừa nhận. Tôi đang tìm hiểu để hiểu rõ hơn về vấn đề này và xin trình bày ý kiến sau. Mọi người sẽ đánh giá cao sự trung thực và cầu tiến của bạn. Còn hơn là phun ra những lời sáo rỗng không có chút trọng lượng nào, bạn sẽ mất uy tín với mọi người. 7. Khi lời nói tiết lộ bí mật của người khác. Nếu bạn cảm thấy lời nói giống như đang ngồi lê đôi mách, tốt nhất hãy ngậm miệng lại. Ngay cả khi trước đó bạn đã nói rằng, tôi nói với bạn điều này, đừng nói với ai nhé. Đừng hy vọng đối phương có thể giữ bí mật. Biết được bí mật của bạn bè khiến bạn và người ấy thân thiết hơn, trừ khi bạn nói cho một người thứ ba. Nó sẽ khiến cho bạn trở thành kẻ ngồi lê đôi mách, không có chút uy tín, tin tưởng nào hết. 8. Khi người khác đang cố bắt nạt bạn. Nếu bạn không phải là kẻ bắt nạt, thì đừng cố gắng nói chuyện với một kẻ bắt nạt. Những kẻ bắt nạt thích nói xấu sau lưng người khác. Bất kể bạn nói gì, kết quả sẽ là bị bắt nạt nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng lại không chịu đựng được sự im lặng. Khôn ngoan nhất chính là im lặng. Bạn có thể dạy đời chúng bằng lời nói, nhưng sẽ không hiệu quả. Tốt nhất, hãy giữ im lặng, từ chối giao lưu với những kẻ bắt nạt. Ngẫm lại, tranh cãi sẽ chỉ làm ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Xung đột với người khác không chỉ khiến tâm trạng trở nên tồi tệ mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bạn. Khi con người bị cảm xúc chi phối, những tham, sân, si có dịp trỗi dậy và nó sẽ khiến con người không còn làm chủ được tâm trí mình nữa. Cãi vã sẽ không còn là để phân định đúng sai mà dần trở thành thói quen chỉ để giải tỏa tâm trạng. Bạn sẽ bị cuốn theo những cuộc cãi vã không hồi kết như vậy. Những trận xung đột vốn là để đấu tranh với người khác, nay lại biến thành cuộc chiến giữa chính bản thân và nội tâm. Chỉ khi bạn dùng sự khiêm nhường của mình để đổi lấy chân tình, niềm tin và sự tôn trọng của người khác, cuộc sống của bạn sẽ trở nên đẹp đẽ muôn phần. Chỉ khi bạn giải tỏa hết bức xúc trong lòng, năng lượng tích cực sẽ xuất hiện để tiếp thêm động lực cho bạn. Nó sẽ nhắn nhủ bạn rằng, cho dù cuộc sống còn vất vả, nhưng hãy cứ mãi không ngừng nỗ lực vì ước mơ. Chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.